Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là quạt tản nhiệt dàn lạnh trong xe của Hyundai Getz, sản phẩm của Hyundai Mobis. Xin mời mọi người cùng em nhìn phía sơ qua của sản phẩm. Đây là sản phẩm của hãng Hyundai Hàn Quốc. Mã phụ tùng của nó là 97112 1C000. Đây là motor quạt, mã vạch của sản phẩm. Tiếp tục em sẽ mở ra xem là mọi người cùng xem bên trong. Đây, mọi người có thể nhìn thấy quy cách đóng gói của bên đấy là cũng rất chi là khoa học và đảm bảo độ, tức là an toàn cho quạt không bị vỡ, bốn xung quanh chèn xốp, tiếp đó là xốp bóp. Đây là hình ảnh của quạt. Đây là mã phụ tùng. Đây là cái hướng chiều cánh quạt quay khi mà anh em bắt quạt vào. Ba tai để các bác bắt vào cái hộp quạt dàn lạnh. Đây. Còn đây là cái giắc điện của nó, giắc nguồn điện cắm vào. Với cái sản phẩm của hãng Hyundai này thì anh em nhìn tổng quan có thể thấy một sự nổi bật, đó là cái cánh nhựa của nó là một nhựa trắng, rất chắc chắn, nó không bị giòn. Phía trên của lõi quạt đó là một cái phanh gài để giữ quạt, giữ cánh quạt khi hoạt động. Đây, đúng như cái mũi tên đánh dấu là cái chiều quạt nó quay như thế này thì cái hướng. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tìm hiểu và tư vấn về thể sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.